Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay thì em gửi đến cho quý vị một cái mẫu xe vừa mới về cửa hàng nhé. Đó là một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất 2020. Với động cơ máy của nó là 1.4 trang bị hộp số sàn các bác nhé. Màu trắng ngọc trinh nguyên bản, đấy, xe cực đẹp các bác lựa chọn. Cam kết bảo hành các bác là không đâm đụng tai nạn, nó không ngập nước thủy kích các bác nhé. Đời 2020 giá chỉ có nhô 300 triệu đồng thôi ạ. Xe bao đẹp bao chất cho mọi người. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0906034285 hoặc 0866010016 nhé, để được sở hữu ngay cho mình cái mẫu xe Hyundai Accent đời 2020 này các bác nhé. Xin mời các bác cùng em đi vào tổng thành nội ngoại thất của cái mẫu xe Hyundai Accent này. Vâng, xe được trang bị cái nước sơn màu trắng rất là đẹp đấy. Màu trong cái bảng màu trắng là một trong cái màu mà bán chạy nhất. Trong tổng số các màu đó. Xe bao đẹp cho mọi người. Con này thì là một chiếc xe bản thiếu thôi. Đấy, được chủ xe trang bị lên bộ la răng đúc đa chấu rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Có màn hình xịn sò các bác nhé, cam lùi. Đó. Con này thì với giá tiền chỉ có nhô 300 thôi, nhô 300 một chút thôi các bác ạ. Đấy, 300 tiểu học thôi các bác nhé. Đấy, bác nào đang có nhu cầu thì cái mẫu xe này thì alo ngay cho em. Đó. Xe được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn như hệ thống túi khí này, hệ thống phanh ABS đầy đủ nhé. Con này thì cam kết cho các bác là keo chỉ cột kèo sắt xi của xe là nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy, keo chỉ zin nguyên bản không một lỗi gì cả. Đây là phần nội thất của xe. Đây các bác xem cái phần nội thất của nó đây ạ. Nội thất của nó thì là trang bị nội thất ghế da bọc bê tông màu đỏ rất là đẹp, đỏ đen rất là đẹp luôn. Đấy. Vô lăng có trang bị các phím bấm ở trên vô lăng. Có màn hình xịn sò nhé các bác nhé. Đấy, màn hình xịn sò luôn. Trần là bọc trần nỉ nguyên bản này và có trang bị bọc ni lông đầy đủ hết nhé. Đấy, phần tắp ly tắp lô của xe đây các bác thể xem nhé. Phần keo chỉ của nó này. Đấy, tất cả keo chỉ đều zin nguyên bản các bác nhé. Đó, keo chỉ zin này. Đấy, phần tắp ly này, các bác nhìn. Đấy, bảng tổng chỉ cương kính nhé. Đời 2020, cam kết cho các bác là không lỗi lầm gì cả. Tất cả cột kèo sexy của nó đều là zin. Đây các bác nhé. Đấy, cột kèo nguyên bản nhé. Đấy, tất cả cột kèo đinh bấm nhà máy đều là zin nguyên bản. Với giá tiền con này thì chỉ có 335 triệu đồng thôi ạ. 335 triệu đồng thôi cho mẫu xe Hyundai Accent đời 2020 này. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì liên hệ nhanh nhé. Này. Ốc bận lề này. Đấy. Chưa tháo mở gì cả đó nhé. Đấy. Đời 2020. Xe rất là đẹp luôn. Con này trước kia thì nó có chạy qua dịch vụ. Vâng ạ, xe có chạy qua dịch vụ các bác nhé. Đấy, nhưng mà được cái nó không có đổi màu và nó không lỗi. Này, không đổi màu, không lỗi. Này, tất cả keo chỉ của nó đều zin này. Này các bác xem này, keo chỉ của nó nguyên bản này. Đấy, xe có đội có khoan đục nhá. Có khoan đục nghĩa là có chạy dịch vụ nhưng mà không có đội màu. Đấy. Nội thất của nó rất là ok luôn. Lốp dép còn sử dụng rất là tốt, lốp dép còn dày. Này, phần cốp đằng sau các bác nhá. Keo chỉ nó cốp này, keo chỉ cốp đít này, vẫn là zin nguyên bản nhá các bác nhá. Đấy. Này, keo chỉ của nó đây. Bác kiểm tra chị giúp em này. Đây, gầm của nó đây các bác này. Đấy, lớp dự phòng đầy đủ hết nhé. Đời 2020. Đời 2020 ạ. 335 triệu đồng thôi. Giá rất hợp lý luôn. Và xe cam kết cho các bác là không một lỗi gì hết. Không một lỗi nhỏ. Cột kèo sắt xi, keo chỉ đều zin hết. Đăng nhé các bác nhé. Phần tắp ly của nó quá ok luôn các bác. Phần keo chỉ này. Đó. Tất cả keo chỉ đều là zin và cột kèo cũng thế. Đấy. Cam kết cho các bác là không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Giá thành trên 300 rất hợp lý luôn đúng không ạ? Một chiếc xe đời cao, giá rẻ, phân khúc hạng B. Đấy. Keo chỉ đây các bác nhé, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó là keo chỉ zin nhé. Đấy, keo chỉ zin này. Có ok luôn các bác. Đăng kiểm nó đến tháng 1 năm 2025.
Đây các bác có thể nhìn những cái đường khe mép của nó này, rất cân đối luôn đúng không ạ? Đấy, không có dấu hiệu của va chạm hay đâm đụng gì cả. Này, cái đường khe mép này, các bác nhìn cân đối như này là các bác đã một phần yên tâm rồi. Các bác có thể là kiểm tra kỹ nhé, máy móc các bác có thể kiểm tra kỹ cho em. Xe được trang bị đầy đủ những tính năng như túi khí và hệ thống phanh ABS đầy đủ hết. Đấy, hệ thống màn hình, nhạc nhẽo âm thanh đầy đủ bác nhé, điều hòa mát lạnh nhé. Đấy, đây em sẽ mở máy cho bác xem này. Đấy, gương cục xòe này. Máy số thì không bàn thôi nhé, máy số con này không bàn luôn. Đây là máy bác xem nhé. Con này được trang bị động cơ của nó chỉ có 1.4 thôi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu thôi nhé. Đấy, với giá thành thì cũng chỉ tầm khoảng trên 300 thôi ạ, trên 300 triệu một chút thôi. Đấy, máy số cam kết cho các bác là không có đâm đụng và tai nạn, không ngập nước. Đấy, máy gầm đại chất luôn. Bác nào có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo nhanh. Đấy, alo nhanh cho em qua hai số điện thoại 0866010016 hoặc 0906034285. Các bác có thể kết bạn Zalo trực tiếp qua hai số điện thoại trên để được tư vấn cụ thể nhé. Đấy, một mẫu xe Hyundai Accent đời 2020 rất là đẹp, cho bác có thể tham khảo lựa chọn để chúng ta đi gia đình và chạy dịch vụ đều được. Đấy, với cửa tiền trên 300 triệu thôi, các bác có thể rất là nhanh thu hồi vốn. Xe này chúng ta chạy dịch vụ xe hoa cưới hỏi đều được, con màu trắng và form mới rất là đẹp này này rồi. Vâng, và trước khi kết thúc video, rất mong mọi người ủng hộ cho bằng cách like kênh, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu video sau ạ.